Hi, xin chào tất cả bạn Bano của Bơi Nước Vọt nha. Thì hôm nay Thành đưa tới một thông tin cực kỳ là vui nha. Thì các app đang gấp rút hoàn thành chuẩn bị để gỡ bỏ tường lửa nha các bạn. Là có thể là đúng lịch là ngày 1 tháng 1 2024 là sẽ open mainnet nha. Đây nè, hiện đang các app của Bơi đang gấp rút là hoàn chỉnh lại, reset hoàn chỉnh lại để tiến hành có thể là gỡ bỏ tường lửa để mainnet mở nè. Đây nha các bạn. Đó. Thì các bạn có thể vào Bi Browser và vào các ứng dụng xem này, đó nó đang hiện lên testnet về cái hình ngôi sao màu vàng nè, rất là nhiều đây nha các bạn. Đó. Đây nha, thì nó đang cập nhật update lại nha các bạn này, update sau nè. Thì sau khi update xong, hoàn chỉnh xong, có thể là tiến hành vào là cuộc cách mạng là gỡ bỏ tường lửa và chúng ta có thể giao dịch và trao đổi được ở trên các cái app này. Đó. Thì thật sự là tuyệt vời, nếu thật sự ngày 1 tháng 1 2024 mà mainnet mở thì còn gì vui sướng bằng đó, đúng không các bạn? Thì các bạn hãy cố gắng đi, cố gắng kích reset và chờ đợi tới một ngày nào đó mainnet sẽ bùng nổ, lúc đó rồi chúng ta sẽ thấy tự hào như thế nào và Bi nha các bạn. Các bạn có thể vào Bi Browser, các bạn vào cái chỗ phần này. Đây nè. Cái phần Envelope the gì đây nè, testnet nè, vào chỗ này nha, các bạn kích vào đó. Đây, các bạn hãy đợi cho nó lâu một chút, các bạn ra thấy là cái app trên đó nó đang update nha các bạn. Đó. Chờ khi nào mà nó hoàn chỉnh thì có thể là tiến hành tới cuộc cách mạng là open mainnet nha. Mạng nó hơi bị lon nha các bạn. Các bạn cố gắng đợi đây. Các bạn thấy không? Chữ testnet màu vàng đây. Rồi các bạn có thể quay phần số 2, số B chỗ này nè. Đây, số 2, số B các bạn sẽ thấy thêm nha. Nè, bạn kích vào đó, số 2 nè. Rất là nhiều app ở trên này nha các bạn, đang update lại nha. Thì nó ở trong hệ sinh thái của Bi thì cũng có thể là rất là an toàn nếu mà ông Nicolas duyệt qua hết các cái app này nha các bạn. Thì rất là ok nha. Thì trên này có Bi Chain Mail rồi luôn nè, chúng ta mua hàng hóa trên này nè, rồi có chỗ bên cờ bạc hay là cái gì, tất cả đều mọi thứ đều có trên này luôn nha các bạn. Giao dịch trao đổi tiền tệ nó cũng có nằm trên các tất cả các app này trên này luôn nha. Đó, thì tất cả mọi thứ, tất cả giao dịch thì nó nằm mua bán hoặc là trao đổi hàng hóa gì nó cũng nằm hết ở trên các app này nha các bạn. Đó. Thì các bạn thấy chia sẻ Thành hay, cho Thành một like, một đăng ký kênh nha.